Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, và để chia buồn cùng với gia đình của bác Sáu trong buổi tối trong ngày hôm nay, thì giờ đây Ngọc Phượng xin gửi đến cho gia đình cũng như gửi đến với bà cô bác có mặt trong buổi tối trong ngày hôm nay với một bài tân cổ cho duyên được mang tên Mình ơi. Nghèo ý.
quanh bên dòng sông trơ trọi quý vị. Khi còn sống thì chú Sáu rất đam mê đờn ca tài tử và bài hát